Công trình đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng có tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng, chiều dài tuyến 2,96 km, vận tốc thiết kế 60 km/h, kết cấu mặt đường cấp cao A1. Đây là công trình động lực trọng điểm của thành phố Đà Nẵng, chủ đầu tư, liên danh nhà thầu khẩn trương triển khai thi công. Tuy nhiên, dự án đang có nguy cơ chậm tiến độ do vướng mắc trong việc xử lý giải tỏa những hộ dân sống lâu năm trên đất không phải là đất ở. Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư quận Liên Chiểu cho biết, quy định của pháp luật đã cho phép xử lý đối với những trường hợp giải tỏa những hộ dân có nhà ở trên đất không phải là đất ở. Các tỉnh, thành phố khác đã triển khai gỡ vướng mắc này. Ông cho rằng Đà Nẵng cũng cần xây dựng chính sách mới để thực hiện mạnh mẽ hơn việc giải phóng mặt bằng, đảm bảo an dân, hợp tình, hợp lý. Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang yêu cầu tập đoàn Phúc Sơn có hướng xử lý các dự án nghìn tỷ còn dang dở do doanh nghiệp này thực hiện. Tuy nhiên, cho đến nay, doanh nghiệp này chưa có thông tin phản hồi. Cụ thể, các dự án dở dang gồm 3 dự án giao thông ở thành phố Nha Trang. Cả 3 dự án này đều không qua đấu giá mà được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ định giao cho tập đoàn Phúc Sơn. Ngoài ra, còn có 2 dự án là khu đô thị Phúc Khánh 1 tại xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang và khu đô thị Phúc Khánh 2 tại xã Diên An, huyện Diên Khánh. Các dự án đã triển khai từ năm 2014 nhưng đến nay vẫn chưa xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa xác nhận, hiện nay tỉnh Khánh Hòa đang đánh giá lại các công việc liên quan tập đoàn Phúc Sơn và cần thời gian rà soát. Tuy nhiên, do lãnh đạo tập đoàn Phúc Sơn đang liên quan trong công tác điều tra nên các vấn đề liên quan phải xin ý kiến của cơ quan chức năng. Trường hợp nào ảnh hưởng đến giao thông, đời sống nhân dân, cần thiết sẽ xin ý kiến của các cơ quan chức năng để có hướng xử lý. Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 2 2024 với chủ đề Dạng người sắc sen sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 5 tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Lễ hội nhằm tôn vinh hoa sen, phát huy giá trị văn hóa, kinh tế, thúc đẩy phát triển ngành hàng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Đồng Tháp. Tại lễ hội này, Đồng Tháp sẽ công bố lô hàng sen đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản. Hiện nay, diện tích trồng sen ở Đồng Tháp là khoảng 1.800 ha, trong đó có khoảng 100 ha sen hữu cơ, cơ giới hóa hoàn toàn. Những két nước mía đóng lon có in quốc kỳ Việt Nam đầu tiên đã có mặt trên các kệ hàng trong siêu thị tại thành phố biển Miami, bang Florida, Mỹ. Đây là lô hàng nước mía ép nguyên chất đóng lon của công ty cổ phần mía đường Lam Sơn, Lasuco, Thanh Hóa. Dù mới được đưa vào thị trường Mỹ từ đầu năm nay, song lon nước mía Canperet đã rất được ưa chuộng. Theo tham tán thương mại, trưởng cơ quan thương vụ Việt Nam tại Mỹ Đỗ Ngọc Hưng, mía là loại cây có tiềm năng xuất khẩu rất lớn và đặc biệt, sản phẩm mía đã tước vỏ làm sạch, không thuộc danh mục phải qua đánh giá nguy cơ dịch hại, nên có thể xuất khẩu được sang thị trường Mỹ bất kể lúc nào.